về kỹ năng đánh giá dữ liệu, thông tin và các nội dung trên trang web. Như đã nói ở phần trước, chúng ta có rất nhiều kết quả, thông tin và dữ liệu mà các trang web cung cấp cho chúng ta khi truy cập hoặc tìm kiếm. Tuy nhiên, điều mà chúng ta cần là thông tin chính xác và tin cậy. Để có được thông tin chính xác, tin cậy, ta phải đọc, phải chọn lọc, nghĩa là ta cần phải đánh giá thông tin dữ liệu trên các trang web đó. Thông tin được cho là chính xác khi thông tin đó là sự thật. Thông tin mà được cho là đáng tin cậy khi thông tin đó có nguồn gốc rõ ràng từ những nguồn tài liệu uy tín. Có một số cách mà chúng ta có thể sử dụng để đánh giá xem một trang web nào đó hay một nội dung nào đó trên trang web có đáng tin cậy hay không và liệu thông tin chúng ta tìm thấy là đúng hay là sai. Trước tiên, chúng ta cần biết về cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức đã công bố thông tin đó và mục đích của họ là gì, tức là nguồn gốc của thông tin đó. Trong khi một số cá nhân hay là tổ chức thì sản xuất, tạo lập nội dung thông tin số với mong muốn để chia sẻ thông tin hữu ích trực tuyến cho nhiều người, thì cũng có những người khác cung cấp thông tin trên môi trường mạng vì động cơ không đúng đắn. Ví dụ như là những tin giật gân, thu hút nhiều lượt đọc, nhiều lượt tìm kiếm với cái mục đích lợi nhuận, hoặc những thông tin nhằm định hướng sai lệch đạo đức, sai lệch quy định. Và vì vậy cho nên chúng ta cần tránh dựa hoàn toàn vào các thông tin từ một nguồn thông tin không khách quan. Ví dụ chẳng hạn, nếu chúng ta tìm thấy một bài báo nói rằng mọi người nên mua một loại thực phẩm chức năng có tên gọi cụ thể nào đó vì ngày càng có nhiều người bị ung thư, và sau đó thì chúng ta thấy rằng tác giả của bài viết này là một công ty bán thực phẩm chức năng, thế thì chúng ta hoàn toàn có thể nghi ngờ rằng cái tổ chức, cái đơn vị mà xuất bản ra bài viết đang chia sẻ này thì có thể là người ta không khách quan. Thông tin không khách quan không phải lúc nào cũng xấu. Cũng có khá nhiều các blogger cá nhân là những người xuất bản các bài viết để chia sẻ suy nghĩ và ý tưởng của riêng họ, có thể là trình bày thông tin có giá trị cho chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta nên nhận thức được sự thiên vị của bất kỳ một tác giả nào đối với những thông tin mà ta tiếp nhận được. Thứ hai, kiểm tra về tên miền. Loại tên miền mà các trang web được lưu trữ trên đó có thể cho chúng ta biết một phần về loại nội dung mà chúng ta đang xem. Chẳng hạn, các trang web kết thúc bằng tên miền có đuôi là .gov.vn thường là các trang web chính thức của chính phủ. Các trang web kết thúc bằng đuôi tên miền là .edu.vn thì thường được xuất bản bởi các tổ chức giáo dục, và các trang web kết thúc bằng .org là các tổ chức quốc tế. Hoặc là các trang web được sử dụng cho thương mại thường kết thúc bằng đuôi tên miền .com. Thì dựa vào tên miền của trang web đó, chúng ta hoàn toàn cũng có thể đánh giá được mức độ chính xác hoặc sự sai lệch của thông tin mà trang web cung cấp. Thứ ba là chúng ta phải kiểm tra lại thông tin đó bằng cách kiểm tra thời gian của thông tin được cung cấp bởi trang web. Ví dụ, chúng ta muốn tìm kiếm thông tin về tỷ lệ học sinh Hà Nội thi đỗ vào trường công lập 2 năm gần đây. Thế thì kết quả tìm kiếm của các trang web cho ta thông tin về tỷ lệ học sinh của Hà Nội thi đỗ vào các trường công lập của những năm 2015. Chẳng hạn như vậy, thì các thông tin đó cũng là các thông tin không còn phù hợp với nhu cầu tìm kiếm của chúng ta, vì rất nhiều điều đã thay đổi từ năm 2015 đến giờ. Sau đó, khi chúng ta tìm kiếm thông tin trên mạng Internet, chúng ta kiểm tra ngày mà thông tin đó được cung cấp trên trang web để xác định xem những thông tin đó có hiện hành và phù hợp với nhu cầu tìm kiếm của chúng ta hay không. Thứ tư là chúng ta phải luôn kiểm tra nhiều nguồn thông tin. Chúng ta tránh dựa vào một nguồn thông tin duy nhất mà mình tìm được. Càng kiểm tra từ nhiều nguồn thông tin thì chúng ta càng dễ xác minh tính chính xác của thông tin mà chúng ta tìm được. Thứ năm là chúng ta cũng cần phải phân biệt giữa các thông tin nhằm thu hút lượt xem, thu hút lượt đọc, thu hút lượt truy cập vì mục đích không đúng đắn. Hoặc chúng ta cần phải phân biệt được những thông tin xấu, độc với thông tin từ kết quả nghiên cứu đáng tin cậy. Ví dụ chẳng hạn, các tiêu đề giật gân hoặc nửa vời sẽ dễ kích thích trí tò mò của người đọc hơn. Sự phát triển của các ứng dụng công nghệ đã khiến cho việc tham gia môi trường số trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, chỉ với điều kiện là chúng ta có một chiếc điện thoại di động thông minh hoặc máy tính cá nhân có kết nối Internet.
Vì thế, bất cứ ai cũng có thể là người tạo ra và cung cấp nội dung số trên không gian mạng. Điều quan trọng là chúng ta phải tránh tiếp nhận thụ động những nội dung này và thay vào đó là học cách suy nghĩ, cẩn thận và có tư duy phản biện về các nội dung số, các thông tin mà chúng ta tiếp cận hàng ngày. Chúng ta hãy ghi nhớ các gợi ý nêu trên trong khi chúng ta trình duyệt web, truy cập các website để bảo đảm rằng thông tin mà chúng ta sử dụng là đáng tin cậy và chính xác. Về kỹ năng lưu trữ, sắp xếp, quản lý, chia sẻ và sao lưu dữ liệu trên thiết bị hoặc trong đám mây, thì kỹ năng tìm kiếm thông tin và dữ liệu đã trở thành một kỹ năng số cơ bản nhất, giúp cho một cá nhân có thể giao tiếp, học tập, tương tác và làm việc một cách hiệu quả trên môi trường số. Và ngoài ra còn phục vụ cho đời sống hàng ngày của chính chúng ta. Việc quản lý lưu trữ thông tin, dữ liệu thu thập được là bước tiếp theo trong quy trình này. Nhờ vào Internet, chúng ta có thể lưu trữ thông tin ở một thiết bị này và sử dụng được thiết bị khác để truy cập vào thông tin lưu trữ đó gần như là ngay lập tức. Có một sự thật là cho dù chúng ta có biết đến các thuật ngữ như đám mây hoặc lưu trữ đám mây hay là điện toán đám mây hay không, thì hàng ngày dù vô tình hay có chủ đích, chúng ta vẫn đang tiếp xúc với các thuật ngữ này mỗi giờ. Những khái niệm tưởng chừng như xa lạ và khó hiểu này thực tế lại gắn liền mật thiết với cuộc sống thường nhật của chúng ta hiện nay, với tốc độ phát triển tính theo từng giây. Ví dụ chẳng hạn, chúng ta chụp và lưu những bức ảnh của mình trên điện thoại di động. Mặc dù chiếc điện thoại đó bị hỏng hoặc bị mất, nhưng khi ta mua điện thoại mới, sau khi thực hiện xong các thao tác cài đặt trên điện thoại mới, bằng việc đồng bộ dữ liệu của Google Ảnh là các bức ảnh đó đã hoàn toàn hiển thị cho chúng ta trong chiếc điện thoại mới mà không hề bị mất đi. Đó là vì ta đã lưu trữ những bức ảnh đó trên ứng dụng ảnh của Google, hay còn gọi là lưu trữ đám mây. Lưu trữ đám mây là một thuật ngữ dùng để chỉ các hành động lưu giữ, sắp xếp, quản lý, chia sẻ và sao lưu dữ liệu của cá thể sở hữu thông tin dữ liệu đó trên một hệ thống lưu trữ bên ngoài ổ cứng của thiết bị, tức là ổ cứng của máy tính hoặc ổ cứng của điện thoại hoặc của các thiết bị di động thông minh. Dịch vụ lưu trữ này được cung cấp bởi các doanh nghiệp cung cấp. Về mặt lợi ích thì chúng ta thấy rõ ràng lợi ích của dịch vụ lưu trữ này rất nhiều. Có thể kể đến như thứ nhất là tính tiện lợi, nhanh chóng và dễ dàng. Chúng ta hoàn toàn có thể truy cập, sử dụng được tất cả các tệp tin bằng hiển thị bằng dạng văn bản hoặc hình ảnh hoặc video clip của mình khi đã được lưu trữ mọi lúc, mọi nơi bằng nhiều thiết bị di động thông minh hoặc máy vi tính có kết nối Internet một cách thuận tiện và nhanh chóng. Lợi ích thứ hai có thể kể đến là việc lưu trữ thông qua các dịch vụ lưu trữ đám mây sẽ giúp chúng ta tiết kiệm thời gian. Và thay vì lưu trữ thông tin vào ổ cứng của máy vi tính của chúng ta hoặc các thiết bị lưu trữ cục bộ khác như là USB chẳng hạn, thì chúng ta lưu các thông tin vào một hệ cơ sở dữ liệu từ xa. Và máy tính của chúng ta sẽ được kết nối với hệ cơ sở dữ liệu đó thông qua mạng Internet. Và nhờ có kết nối với Internet mà chúng ta truy xuất được dữ liệu mình cần thông qua các ứng dụng online. Ví dụ chẳng hạn, khi tôi làm việc ở cơ quan, tôi sử dụng máy tính để bàn tại cơ quan để tạo ra một văn bản. Sau đó tôi lưu file văn bản đó vào bộ nhớ của ứng dụng tài liệu của Google. Khi về nhà, có việc cần xử lý gấp, cần dùng đến file văn bản đó, tôi không cần phải di chuyển đến cơ quan của mình để mở máy tính ở cơ quan, mà có thể ngồi tại nhà sử dụng máy tính xách tay của mình ở nhà để truy cập vào ứng dụng Google Tài liệu và lấy, mở, xử lý được file văn bản đó rất thuận tiện và nhanh chóng. Và tất nhiên là máy tính của tôi phải có kết nối mạng Internet. Một lợi ích thứ ba nữa là tính an toàn, bảo mật và khả năng hồi phục dữ liệu. Các bản sao dữ liệu của chúng ta vẫn luôn ở đâu đó trong các dịch vụ lưu trữ đám mây. Cho nên với dịch vụ lưu trữ này thì các mối nguy như là việc chúng ta bị mất dữ liệu, chúng ta bị đánh cắp dữ liệu hay là phá hủy dữ liệu cũng đều được giải quyết. Ví dụ chẳng hạn như là cơ quan của bạn sau một trận mưa lớn thì tầng 1 bị ngập, các máy tính của mình cũng chìm trong nước và máy vi tính có thể bị hỏng, có thể không sử dụng được nữa. Nhưng dữ liệu đã thao tác trên máy vi tính đó và được lưu trữ trên dịch vụ lưu trữ đám mây thì không bị mất đi.
Một lợi ích thứ tư nữa là tính sự tiết kiệm về mặt chi phí. Lợi ích vật chất lớn nhất mà chúng ta có thể hưởng lợi từ dịch vụ lưu trữ đám mây là cắt giảm được một khoản chi phí lớn cho việc mua sắm nhiều ổ cứng đắt đỏ để phục vụ cho việc lưu trữ của chúng ta. Trong các trường hợp phải trả phí của dịch vụ lưu trữ trên đám mây thì những cái chi phí này cũng được trả theo nhu cầu sử dụng thực tế. Nghĩa là chúng ta dùng bao nhiêu dung lượng thì chúng ta trả phí bấy nhiêu cho nhu cầu sử dụng của mình. Và hiện nay chúng ta có thể sử dụng các dịch vụ lưu trữ đám mây phổ biến hoàn toàn miễn phí, nhưng việc miễn phí đó đi kèm với chuyện là sẽ bị giới hạn về dung lượng lưu trữ. Một số những ứng dụng, chẳng hạn như ứng dụng AppShare của FPT, ứng dụng OneDrive của Microsoft hay là Google Drive của Google. Đặc biệt hơn nữa là người Việt chúng ta hoàn toàn tiếp cận và sử dụng được các dịch vụ lưu trữ đám mây do các doanh nghiệp Việt Nam cung cấp, như chúng tôi đã nêu, chẳng hạn như là của FPT, của VCCorp, của CMC, của Mobile Phone, của VNG, của VNPT, của Viettel. Các ứng dụng lưu trữ đám mây kể trên cho phép chúng ta có thể sử dụng trên bất cứ một thiết bị di động thông minh nào mà chúng ta có, chẳng hạn như máy tính xách tay, điện thoại di động, sử dụng hệ điều hành Android hoặc hệ điều hành iOS hoặc mặt iPad, miễn là có kết nối Internet. Và chúng tôi có đưa ra ví dụ về cách thức sử dụng dịch vụ lưu trữ AppShare của FPT. Để chúng ta thuận tiện hình dung ra cách thức mà chúng ta sử dụng dịch vụ lưu trữ đám mây như thế nào, thì AppShare là một mạng xã hội sử dụng nền tảng công nghệ điện toán đám mây để lưu trữ và chia sẻ các dữ liệu trực tuyến. Ứng dụng này được phát triển và quản lý bởi công ty cổ phần viễn thông FPT Telecom. Hiện nay, dịch vụ này là một trong những dịch vụ lưu trữ chia sẻ đám mây tốt nhất Việt Nam và đã mở rộng quy mô ra phạm vi quốc tế. Ưu điểm của ứng dụng lưu trữ này so với các dịch vụ lưu trữ khác đám mây là miễn phí, và thứ hai nữa là ngay khi đăng ký tài khoản lưu trữ trên ứng dụng này, chúng ta sẽ nhận ngay một dung lượng miễn phí là 50GB lưu trữ. Điều này hoàn toàn vượt trội hơn so với cái mặt bằng của các dịch vụ lưu trữ đám mây khác, chẳng hạn như là Google thì chỉ cho chúng ta lưu trữ miễn phí được 15GB, hay là Apple thì chỉ cho phép chúng ta được lưu trữ miễn phí với dung lượng là 5GB, chẳng hạn như vậy. Và đặc biệt hơn thì ứng dụng lưu trữ này cũng được thiết kế giao diện sử dụng tiếng Việt dành cho các nhu cầu của người Việt. Ngoài ra, ứng dụng lưu trữ AppShare còn giúp có rất nhiều tính năng khác, chẳng hạn như là chúng ta có thể sử dụng tính năng xem online. Và xem online là một tính năng của ứng dụng này cho phép người dùng có thể xem trực tiếp các định dạng file được lưu trữ trong chính tài khoản của mình mà không cần tải về thiết bị. Hoặc chẳng hạn như tính năng gửi nhanh tập tin dung lượng lớn qua email, thì chúng ta hoàn toàn gửi file nhanh được, tích hợp trực tiếp trên nền tảng của dịch vụ này với mức dung lượng giới hạn của file đính kèm lên đến 20GB. Trong khi đó, nếu mà chúng ta sử dụng qua Gmail thì dung lượng file đính kèm chỉ tối đa ở mức là 25MB. Và tốc độ gửi tệp nhanh chóng và tiện lợi khi chúng ta có thể sử dụng dịch vụ miễn phí mà không cần đăng nhập tài khoản rườm rà. Một tính năng ưu việt nữa là tính năng theo dõi thư mục. Tính năng theo dõi thư mục của ứng dụng này cho phép người sử dụng có thể dễ dàng tìm kiếm và quản lý các tập tin, các nội dung yêu thích mọi lúc, mọi nơi. Ngoài ra thì mục này cũng cho phép người dùng đề xuất những tệp phổ biến với nội dung được tải về. Ngoài ra, trong mục đang theo dõi thì người dùng còn được đề xuất những tệp phổ biến với nội dung được tải về nhiều nhất. Và người dùng ứng dụng này cũng được truy cập vào kho tài liệu, tài nguyên đa dạng phong phú, tức là các kho dữ liệu trực tuyến lên tới 300GB, độ phủ cao, cộng đồng người dùng và chia sẻ lớn mạnh. Ngoài ra thì ứng dụng này còn có tất cả các tính năng cơ bản khác của một dịch vụ lưu trữ đám mây tiêu chuẩn, chẳng hạn như là chúng ta lưu trữ mọi loại dữ liệu, chẳng hạn tài liệu, có thể lưu giữ các phần mềm, lưu giữ các bộ phim, lưu giữ các dạng hình ảnh với dữ liệu lưu trữ hoàn toàn an toàn và bảo mật. Chúng ta có thể chia sẻ dữ liệu cho người khác an toàn chỉ với một vài thao tác đơn giản ở bất cứ đâu hoặc bất cứ khi nào. Và tốc độ tải về hoặc là upload các cái tài liệu cũng nhanh, dễ dàng, mọi lúc và mọi nơi. Hệ thống thanh toán của ứng dụng này cũng cực kỳ linh hoạt với việc kết nối với các ví điện tử thông dụng, chẳng hạn như ví điện tử Momo, ví điện tử Moka
ví điện tử AirPay. Ngoài ra thì người sử dụng cũng có thể thanh toán thông qua tin nhắn SMS. Và chính sách của ứng dụng này cũng linh động, cũng có nhiều gói sản phẩm khác nhau đáp ứng đúng nhu cầu sử dụng của từng đối tượng người dùng. Ngoài ứng dụng này thì hiện nay cũng còn có rất nhiều ứng dụng khác do các doanh nghiệp Việt Nam phát triển. Với mục tiêu phục vụ cho khối khách hàng là các doanh nghiệp, các tổ chức. Và tất cả các ứng dụng này cũng cho phép chúng ta có thể yên tâm truy cập và làm việc với dữ liệu của mình ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào với việc chúng ta kết nối được Internet. Với mức độ phát triển Internet như hiện nay thì điều này cũng không phải là trở ngại gì quá lớn. Lưu trữ, sắp xếp, quản lý, chia sẻ với App Share. Để sử dụng App Share, chúng ta đăng nhập vào website của App Share là appshare.vn. Sau khi đăng nhập với appshare.vn, chúng ta có thể đăng nhập vào tài khoản của App Share của mình đã có sẵn. Trong trường hợp chưa có thì các bạn có thể đăng nhập với tài khoản Google hoặc thực hiện bấm đăng ký trên trang web của App Share. Ở đây với trường hợp đã có tài liệu rồi thì chúng ta sẽ bấm vào đăng nhập với Google. Tôi đăng nhập với tài khoản đã có. Sau khi đăng nhập thành công thì chúng ta sẽ có thể thực hiện với việc tải các tập tin lên App Share. Không gian giao diện của App Share thì chúng ta thấy là phía bên tay trái là bảng điều hướng giúp chúng ta có thể tùy chỉnh và quản lý các tập tin. Mục đầu tiên là quản lý tập tin, chúng ta bấm chọn vào. Và tại đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy không gian ở giữa, nó là nơi danh sách những cái tập tin chúng ta đã có. Và những cái file tài liệu đã có thì đã được đẩy lên, cùng với nó là kích thước cũng như là cái thời gian để đẩy file tài liệu đó. Chúng ta sẽ có thể tạo mới với việc là tải một tập tin mới lên bằng cách là ở góc trên cùng bên tay phải thì mình sẽ có là có cái dấu cộng và chữ mới, mình bấm chọn vào. Tại đây chúng ta sẽ có chế độ là thứ nhất là tạo thư mục, là tạo ra một cái thư mục mới. Thứ hai là tải tập lên, tức là mình tải một tập tin lên. Và thứ ba là tải cả một thư mục lên. Thì đầu tiên chúng ta sẽ thực hiện với việc là tạo một thư mục mới. Thì sau khi tạo thư mục mới, chúng ta sẽ thấy hiển thị một cái là New Folder. Mình có thể tạo một thư mục mới có tên là chuyên đề 1. Mình viết tắt là CD1. Sau quá trình thực hiện thì chúng ta đã thấy là có một cái thư mục có tên là CD1 đã được hiển thị cho chúng ta. Và sau khi thư mục hiển thị, chúng ta có thể là mở rộng ra. Thì hiện tại là thư mục này đang chưa có tài nguyên gì cả, thì chúng ta có thể là upload một file tài liệu từ máy tính của chúng ta lên App Share bằng các cách thức như là kéo thả file để tải lên, hoặc mình bấm chọn vào mới. Và tại đây chúng ta bấm chọn là tải tập lên. Với thao tác này, chúng ta browse và tìm đến cái file tài liệu chúng ta muốn gửi lên. Và giả sử trong trường hợp này, chúng ta bấm chọn một cái file tài liệu gửi lên như sau. Mình bấm chọn chuyên đề ra ngoài, mình chọn chuyên đề 3. Và tại chuyên đề 3 thì đã có danh sách những cái tài liệu file có sẵn rồi. Chúng ta bấm mới và mình tải tập lên. Tại đây thì mình tìm đến chuyên đề 3. Mình tải thêm một số video mà hiện tại là đang chưa có. Thì để tải một video thì mình tải một file thì mình sẽ bấm vào cái file đó và sau đó mình chọn open. Thì khi mình bấm vào cái file open thì sẽ hiển thị ra một cái bảng thông báo, và với cái bảng này chúng ta bấm bắt đầu tải lên. Thì quá trình tải lên một file đang được diễn ra. Tương tự như vậy thì chúng ta có thể làm lại quá trình vừa rồi với việc bấm vào mới và tải tập lên. Và tại đây thì ví dụ như là mình muốn tải lên các file khác nhau, mình tải lên nhiều file thì mình có thể giữ phím Control để chọn các file khác nhau và sau đó tích Open. Và khi mình Open xong thì chúng ta sẽ nhìn thấy là cái bảng thông báo hiển thị là đang chuẩn bị tải lên 4 tập tin. Và các tập tin này thì chúng ta thấy đang được tích chọn, và mình có thể là mình loại tập nào thì mình bấm X tìm lấy đi, và sau đó mình bấm chọn bắt đầu tải.
Sau khi 4 file được tải lên thì sẽ hiển thị ra một dòng thông báo liên quan đến việc là các tệp tin đã tải lên như thế nào. Và sau khi các tệp tin tải lên thì sẽ có những thông tin liên quan đến việc là lấy các liên kết của các file này hay lấy mã nhúng của file này để chúng ta có thể là chia sẻ với mọi người. Thì ở đây chúng ta nếu chúng ta bấm lựa chọn là chế độ lấy liên kết thì chúng ta đã được sao chép được nội dung thành công. Và giả sử với nội dung đã lấy liên kết này, chúng ta mở cái ứng dụng Word lên và chúng ta Ctrl V mình dán ra thì mình sẽ có các đường link của các video mình, của các file tài liệu mà mình vừa đẩy lên. Với các file này mình có thể copy đường link và mình mở trình duyệt web. Mình mở một file mới và chúng ta sẽ thấy AppShare sẽ tự động kết nối với chúng ta với cái file tài liệu chúng ta đã upload lên. Và với cái file này thì mình có thể thực hiện với việc là tải cái file tài liệu này về với việc là mình bấm vào tải bình thường, tức là mình sẽ lựa chọn cái file tài liệu của chúng ta và bấm vào tải file tài liệu. Và khi mình tải file tài liệu thì ở chế độ mặc định là chúng ta phải chờ 15 giây và thông thường nó là quảng cáo với AppShare. Thì mình cũng có thể tải nhanh bằng cách là mình trả phí cho cái quá trình cài đặt này với việc là mình sẽ nhập cái mã code tương ứng để mình có thể tải nhanh hơn. Đấy là với từng tệp tài liệu của chúng ta. Quay trở lại ứng dụng AppShare, sau khi mình lấy được các liên kết hoặc là các mã nhúng để mình nhúng vào các trang web với định dạng file HTML, lấy mã nhúng với dạng file HTML này thì chúng ta có thể là quay trở lại để chúng ta lập trình. Còn nếu trong trường hợp mà chúng ta lấy liên kết thì chúng ta có thể chia sẻ các đường link liên kết cho các đồng nghiệp của chúng ta hoặc những người có liên quan. Ngoài ra thì mình có thể chia sẻ qua email. Thì khi mình bấm chọn vào email thì mình sẽ nhập cái địa chỉ email của người nhận vào đây để chúng ta có thể nhận tin, ví dụ như là trầnthugiang@gmail.com. Và lời nhắn thì chúng ta có thể là điền những cái thông tin lời nhắn và mình bấm gửi đi vào đây. Giả sử như lời nhắn là đây là các nội dung chuyên đề 3 còn thiếu. Ví dụ là như vậy, với lời nhắn này và chúng ta bấm gửi đi thì với thao tác mà chúng ta vừa làm vừa rồi, email đã được gửi đi thành công. Và để kiểm tra thì chúng ta có thể bấm chọn vào cái hòm thư Gmail. Và trong khi mà mình bấm vào Gmail đó thì chúng ta nhìn thấy AppShare vừa chia sẻ một liên kết và chúng ta thấy cái liên kết này là nội dung chuyên đề 3 còn thiếu, đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta sẽ nhìn thấy là những cái tệp tin, bốn cái tệp tin chúng ta vừa quan sát. Và với tệp tin này, giả sử như mình bấm vào một tệp tin. Thì tệp tin đó sẽ được mở ra. Và với tệp tin này, nếu chúng ta muốn, thông thường chúng ta cũng sẽ quay trở lại quá trình là tải tệp tin như thế nào và có chế độ tải nhanh cũng như chế độ tải chậm để chúng ta lựa chọn. Nếu tải nhanh thì chúng ta sẽ phải mất phí và sẽ nhập cái mã code liên quan đến phí sẽ hiển thị ra ở đây. Đồng thời với video của chúng, với file tài liệu của chúng ta sẽ có mã QR code để cho chúng ta đăng ký tải nhanh. Quay trở lại với phần quản lý thì quá trình vừa rồi của chúng ta là quá trình liên quan đến việc chia sẻ tài nguyên. Và sau khi thực hiện xong thì chúng ta có thể là đóng cái bảng này lại. Chúng ta có thể đóng cái bảng lại vừa rồi bằng cách là bấm phím Escape để chúng ta thoát ra ngoài. Và về như vừa rồi là chúng ta đã biết cách quản lý tệp tin với việc là upload một file mới hoặc là một file mới lên trên AppShare. Tương tự như upload một file mới thì chúng ta có thể upload cả một cái thư mục mới lên bằng cách là mình cũng có thể mình bấm chọn bằng cách là chọn mới và chọn tải thư mục lên. Sau khi chọn tải thư mục thì chúng ta sẽ chọn đến cả một cái thư mục có tên là chuyên đề mấy đó để chúng ta có thể đẩy cái tài liệu này lên như thế nào. Thế thì trong trường hợp này thì tôi sẽ không lựa chọn đẩy cái file mới lên mà mình chọn một cái thư mục có tên là image và tại đây tôi bấm tải lên. Thì với việc tải lên này thì chúng ta thấy là cái bộ dữ liệu của chúng ta 114 file nó rất là nhiều, thế nên là tôi sẽ hủy bỏ quá trình vừa rồi để không tải cả cái tệp tài liệu đấy lên nữa. Sau khi chúng ta biết cách tải các tệp tài nguyên lên thì chúng ta sẽ có đến cái bước tiếp theo là chúng ta có thể là khám phá những cái tài nguyên trên hệ thống của chúng ta bằng cách là chúng ta có thể xem những cái nội dung nào mình đẩy lên thì mình có thể mở các chuyên đề, mở các thư mục của chúng ta ra và quan sát giữa các thư mục
thì chúng ta có thể kiểm soát được là cái ngày giờ tạo thư mục cũng như là cái ngày giờ tạo nội dung. Thì để xem trực tiếp trên Fse, chúng ta có thể bấm vào một cái file bất kỳ, giả sử như là chúng ta có một cái file tài nguyên. Và cái file này thì nó cho chúng ta cái định dạng hiển thị dưới dạng là PDF để chúng ta có thể xem thông tin. Mình có thể phóng to nội dung để mình nhìn cho dễ hơn, và mình di chuyển mình cũng có thể đọc các nội dung tương ứng. Sau khi đọc xong một cái file thì chúng ta có thể là tải download trực tiếp cái file đó về trên cái khung nhìn để quan sát nội dung. Chúng ta cũng có thể bấm chế độ in ấn để chúng ta in cái tài nguyên đó. Và chúng ta cũng có thể là có những cái di chuyển liên quan đến về đầu trang hay về cuối trang, cũng như là xoay theo chiều kim đồng hồ, tức là xoay khổ giấy của chúng ta ra các nội dung. Thì đấy là một số cái tùy chỉnh khi chúng ta xem tài liệu trực tiếp trên Fse. Và sau khi đã xem xong, chúng ta bấm phím tắt để đóng cái file mà chúng ta vừa mở ra. Tương tự như cái quá trình vừa rồi thì chúng ta cũng có thể là download cả một cái thư mục về bằng cách là kích chuột đặt chọn vào thư mục đó, sau đó kích chuột phải. Thì cái quá trình chúng ta thực hiện chúng ta có thể bấm chọn lại. Với cái thư mục vừa rồi, chúng ta tích chuột phải, chúng ta tích chọn thư mục và kích chuột phải. Thì sau khi kích chuột phải, chúng ta sẽ có những tùy chỉnh liên quan đến thứ nhất là mở thư mục, thứ hai là tải cả thư mục về, thứ ba là đổi tên, thứ tư là có thể di chuyển vị trí giữa các thư mục, sau đó có thể là lấy liên kết để chia sẻ với một ai đó, cũng như là thiết lập chế độ tải dữ liệu của chúng ta ở trạng thái như thế nào. Thì ví dụ như là chế độ tải lên ở đây thì chúng ta thấy là chế độ tải lên của chúng ta là công khai, tức là ai cũng có thể là tải dữ liệu lên hoặc là sao chép cái dữ liệu này. Thế đây là cái quá trình upload cũng như là tải dữ liệu của trên Fse. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một số cái kỹ thuật khác như là liên quan đến việc là quản lý cái tài khoản của chúng ta, tức là cái file nào mà chúng ta thấy là chúng ta hay sử dụng nhiều, chúng ta có thể đánh dấu cái dấu là yêu thích vào. Thì khi mà mình đánh dấu yêu thích, chúng ta có thể tìm ra những cái file mà chúng ta yêu thích nhất để chúng ta có thể làm việc ở các lần sau. Mình có thể mở lại cái vừa rồi. Để thiết lập những cái file mà mình yêu thích thì mình có thể đặt con trỏ vào cái thư mục mà mình sẽ đánh dấu, và sau đó kích chuột phải. Tại đây mình nhìn thấy chữ yêu thích, mình bấm chọn vào. Thì quá trình cái tệp tài liệu đó đã được thêm vào cái mục yêu thích của chúng ta. Và để kiểm tra thì chúng ta có thể bấm chọn lại ở bảng điều hướng bên tay trái, chọn yêu thích. Thì khi đó chúng ta thấy là top 15 thư mục hot nhất, tức là top 15 thư mục được làm được mình thích sử dụng nhất ấy, thì mình sẽ nhìn thấy là các danh sách nó sẽ được hiển thị cho chúng ta ở đây. Và mình có thể xem qua các nội dung mà mình yêu thích vừa rồi, các nội dung đấy nó như thế nào và thông tin ra làm sao. Đây là danh sách những cái nội dung trong cái thư mục có tên là chuyên đề 3 yêu thích của chúng ta. Quay trở lại với thư mục yêu thích thì chúng ta cũng có thể là cái bảng điều hướng chúng ta sẽ cho chúng ta những cái tùy chỉnh khác, như là những cái tài liệu xem gần đây nhất, thì mình sẽ bấm vào cái biểu tượng có cái hình đồng hồ. Thì với cái biểu tượng này chúng ta sẽ nhìn thấy những cái tệp tài liệu mà chúng ta vừa xem gần đây nhất, đó là những cái tệp nào. Chúng ta sẽ nhìn thấy một số cái tệp tài liệu liệt kê ra, cũng như là chúng ta có những cái mục liên quan đến được chia sẻ. Mình có thể là quản lý những cái file tài liệu nào đang được chia sẻ. Thì ở đây chúng ta thấy là chưa có cái tài liệu nào đang được chia sẻ với nội dung. Mình cũng có thể xem một số các nội dung liên quan đến việc là lịch sử mình truy cập Fse của chúng ta là gì. Thì lịch sử ở đây liên quan đến những cái tệp nào đã được đẩy lên vào thời gian nào và ngày giờ nào, cũng giống như là những cái tệp nào đã được xóa đi vào ngày giờ đã xóa là như thế nào. Thì đây là phần lịch sử ghi chép của chúng ta. Mình cũng có thể bấm lại vào cái thùng rác là nơi thể hiện những cái dữ liệu đã xóa của chúng ta, xem chúng ta có muốn xóa đi không hay là mình có thể phục hồi nó. Một số cái lịch sử như là lịch sử gửi file, xem chúng ta đã chia sẻ tài nguyên nào thì chúng ta cũng có thể kiểm tra được.
Và cuối cùng là quản lý tài nguyên, quản lý tài khoản của Excel của chúng ta thì ở góc trên cùng bên tay phải của ứng dụng trên trình duyệt web, chúng ta sẽ có cái biểu tượng liên quan đến account. Và tại đây thì chúng ta sẽ có thông tin để vào trang chủ, điều hướng qua trang chủ hoặc quản lý tập tin cũng giống như là thông tin tài khoản. Thì Excel cho chúng ta những cơ chế lưu trữ và quản lý ở những cái mức độ khác nhau, từ mức độ miễn phí cho đến mức độ trả phí. Thì với những loại tài khoản miễn phí thì chúng ta sẽ bị hạn chế liên quan đến việc thời gian upload cũng như thời gian download. Thì để chúng ta có những cơ hội download hoặc lưu trữ tốt hơn thì chúng ta có thể là nâng cấp lên những cái tài khoản như tài khoản VIP. Và những cái thông tin liên quan đến thống kê upload và download của chúng ta thì mình cũng có thể kiểm tra được. Thì để có thể thống kê được thì chúng ta cần bật cái tính năng thống kê upload và download lên thì chúng ta mới sẽ hiển thị ra. Như vậy là chúng ta đã biết cách lưu trữ, sắp xếp, quản lý và chia sẻ về Excel.